Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 12 tháng 4 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump đưa ra sự chứng thực của Kay Wisconsin. Quá nhục nhã, Joe Biden hoảng loạn mất trí nhớ khi đối diện với Thủ tướng Nhật Bản. Thất bại trong các khối cử tri lớn, Joe Biden và Kamala Harris bám víu vào lượng cử tri thiểu số LGBT. Nghị sĩ Mỹ phẫn lộ vì cứ mỗi giây lại chi 80.000 đô la cho Kiev. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump luôn đi đầu trong việc đảm bảo những người yêu nước Mỹ trên hết sẽ tranh cử vào quốc hội. Buổi tối trước khi Tony West tuyên bố tranh cử để lấp chỗ trống của dân biểu Mike Gallagher đã nghỉ hưu tại Hạ viện. Tổng thống thứ 45 đã đưa ra sự chứng thực mang tính biểu tượng của mình. Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ bức ảnh chụp ông và Tony Witt giơ ngón tay cái trước ống kính thể hiện nút yêu thích khi ở Green Bay, Wisconsin trong một cuộc vận động tranh cử vào ngày 2 tháng 4. Tổng thống Trump đã chia sẻ thông tin quan trọng về Witt, viết rằng sau khi bán doanh nghiệp dầu khí rất thành công của mình, Tony Witt đã quyết định tranh cử vào quốc hội ở quận 8 của Wisconsin. Tổng thống Trump đưa ra ý kiến của mình về một trong những đối thủ của Witt biết rằng, Tony Witt đang chống lại Reno Roger Rus, một bản sao của Paul Ryan và không có bạn bè với Maga. Anh ta nên bỏ cuộc đua ngay bây giờ. Trump tiếp tục khen ngợi Tony Witt nhiều hơn, nói rằng, với tư cách là nghị sĩ tiếp theo của bạn, Tony sẽ làm việc chăm chỉ để giải phóng năng lượng Hoa Kỳ, ngăn chặn lạm phát, bảo vệ biên giới của chúng ta, hỗ trợ quân đội và bảo vệ tù chính án thứ hai luôn bị bao vây của chúng ta. Cựu Tổng thống đã kết thúc bài đăng của mình bằng những lời đặc trưng của mình. Tony Quyết có sự chứng thực hoàn toàn và toàn diện của tôi, anh ấy sẽ không làm bạn thất vọng. Cuộc bầu cử sơ bộ đảng phái của Wisconsin sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 8, nhưng ghế của Gallagher vẫn sẽ trống cho đến khi bắt đầu quốc hội mới. Quá nhục nhã, Joe Biden hoảng loạn mất trí nhớ khi đối diện với Thủ tướng Nhật Bản. Quý vị thân mến, Joe Biden vào hôm chiều thứ Tư đã tham gia cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Biden đến cuộc họp báo muộn gần 1 giờ. Ông ta đọc danh sách các phóng viên đã được phê duyệt trước từ những người quản lý của ông ta. Tiếp theo, tôi sẽ gọi cho ai đây? Đợi một chút, tôi có danh sách của mình ở đây. Biden nói... Trên màn hình video, quý vị có thể thấy hình ảnh phản chiếu trên kính râm của Joe Biden, cho thấy ông ấy đang đọc toàn bộ câu trả lời từ bản ghi chú được chuẩn bị sẵn trước. Joe Biden đã được cung cấp trước câu trả lời cho các câu hỏi. Tuy nhiên, chu khu khơ này vẫn không tránh khỏi sai lầm lặp lại. Ông ta đột nhiên mất trí, quên mất mình đang ở thế kỷ nào. Khi nói chuyện với các phóng viên bên cạnh Thủ tướng Nhật Bản tại Tòa Bạch Ốc, Biden nói, Hãy bầu cho tôi. Tôi đang ở thế kỷ 20. Đây không phải là tuyên bố hớ hơn hoặc thiếu chính xác đầu tiên của Biden, người mà cố vấn đặc biệt Robert Hersh mô tả là một ông già có trí nhớ kém. Nhiều lần và có lẽ nhiều lần trong mỗi bài phát biểu, Biden mắc những câu nói hớ hơn đáng xấu hổ. Và một số lần tiêu biểu như là ông ta nói rằng kỷ niệm yêu thích của ông về năm 2023 là sự cải thiện cho là của nền kinh tế hoa kỳ tuyên bố chưa bao giờ gặp lại cộng sự của Hunter Biden, bất chấp bằng chứng hình ảnh. Tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể tiếp tục nắm quyền. Khẳng định ông chỉ có 6 đứa cháu, bỏ qua đứa con ngoài giá thú của Hunter Biden. Hai lần tuyên bố con trai ông đã chết tại Iraq. Để giảm số lượng sai sót, các trợ lý tòa Bạch Ốc đưa cho Biden những tấm thẻ ghi chú và đề nghị ông viết lại một kịch bản viết sẵn, Richter đưa tin vào tháng 1. Những lời nói được hoạch định của ông thường được một loạt cố vấn xây dựng và hiệu chỉnh đầy đủ. Chiến lược đó dường như đã được triển khai trong cuộc họp báo của ông vào thứ tư, khi được hỏi về cuộc chiến Hamas Israel, Biden dường như đọc câu trả lời từ thẻ ghi chú của mình. Sự xuất hiện trước công chúng của Biden sẽ không làm dịu đi những lo lắng về sức khỏe tinh thần của ông. Cuộc thăm dò dư luận cho thấy dấu hiệu xấu đối với tổng thống. Quinnipiac chỉ ra Khoảng một phần tư số cử tri cho rằng Biden đủ sức khỏe về thể chất hoặc tinh thần để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, Fox News cho biết, 54% cử tri sơ bộ của đảng Dân Chủ thích ứng cử viên thay thế cho Biden. Hay cuộc khảo sát FiveThirtyEight cho hay, chú Biden là tổng thống kém nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại. Cũng chính tờ báo cánh tả CNN thừa nhận rằng, đa số cử tri nói rằng Biden sẽ không có cơ hội để họ ghi danh trên lá phiếu năm 2024. Bất chấp thách thức, Biden khẳng định người dân Mỹ có thể tin tưởng vào lời nói của ông. Không ai nghi ngờ những gì tôi nói. Biden nói với các nhà tài trợ vào tháng 9, vấn đề là đôi khi tôi nói tất cả những gì tôi muốn nói. Thất bại trong các khối cử tri lớn, Joe Biden và Kamala Harris bám víu vào lượng cử tri thiểu số LGBT. Quý vị thân mến, Joe Biden và Kamala Harris đang nghĩ rằng sự ủng hộ từ các cử tri LGBT sẽ giành được chiến thắng trong ngày tháng 11. Mặc dù đúng là số cử tri LGBT ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng họ vẫn chỉ là thiểu số ở Hoa Kỳ. Việc chiến dịch Biden-Harris đang nói nhiều về điều này đã nói lên nhiều điều. Họ tập trung vào điều này chứng tỏ cho các cuộc khảo sát rằng họ đang mất đi sự hỗ trợ từ các bộ phận khác trong liên minh của mình. Các cử tri da đen, cử tri gốc Latin và cử tri trẻ đều rời xa họ. Đây là một cách để đảng Dân Chủ khoe quan về một bộ phận cơ sở của họ có vẻ vẫn ổn định. Biden-Harris công bố chiến dịch mới thúc đẩy hỗ trợ LGBTQ, gọi các thành viên là một lực lượng đáng tin cậy. Chiến dịch tái tranh cử của ông Biden và bà Harris đã công bố một nỗ lực mới nhằm thu phục một nhóm cử tri mà họ tuyên bố là một thế lực đáng tin cậy. Sáng kiến này được đưa ra chỉ 7 tháng trước cuộc tái đấu của Tổng thống với ứng cử viên được cho là của đảng Cộng hòa cựu tổng thống Donald Trump. Khi Biden tìm cách giành được một nhiệm kỳ khác tại tòa Bạch ốc, mặc dù phải đối mặt với tỷ lệ tán thành thấp nhất trong lịch sử, nhóm Biden Harris đã thông báo ra mắt chiến dịch "Out for Biden Harris", chiến dịch mô tả chương trình này là một nỗ lực quốc gia nhằm huy động cử tri LGBTQ và thành viên cộng đồng trên toàn quốc. Trong một tuyên bố, người quản lý chiến dịch Biden Harris năm 2024, Julia Chavez Rodriguez cho biết Cử tri LGBTQ là một lực lượng quan trọng của họ. Chavez Rodriguez nói thêm, họ rất quan trọng đối với chiến thắng của chúng tôi vào năm 2020 và họ sẽ rất quan trọng để giành chiến thắng trở lại vào tháng 11 sắp tới này. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng được ra mắt Out for Biden Harris. Chiến dịch này sẽ khai thác năng lực tổ chức của cộng đồng LGBTQ để tái tranh cử Biden Harris vào tháng 11 này giống như mọi thứ Biden làm, điều này có thể phản tác dụng. Ngay cả với sự thúc đẩy này, Biden và Harris sẽ không giành được mọi phiếu bầu trong cộng đồng LGBT. Có rất nhiều người LGBT vẫn ủng hộ Donald Trump. Nghị sĩ Mỹ phẫn nộ vì cứ mỗi giây, Mỹ lại chi 80.000 đô cho Kiev. Thưa quý vị, nghị sĩ Mỹ dẫn số liệu riêng cho biết, Washington đã viện trợ cho Kiev khoảng 300 tỷ đô la cứ mỗi giây, Mỹ phải chi ra số tiền khổng lồ là 80.000 đô la. Hôm ngày 10 tháng 4, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Alabama là ông Tommy Tuberville tuyên bố, Hoa Kỳ từ lâu đã được coi là nhà tài trợ chính cho chính quyền Kiev. Ông cho biết, kể từ năm 2014, Washington đã chi tới khoảng 300 tỷ đô la cho các nhu cầu của Ukraine. Nghị sĩ này nhấn mạnh trong phiên điều trần về yêu cầu ngân sách của ngũ giác đài cho năm tài chính năm 2025 rằng Hoa Kỳ đã chi 300 tỷ đô la ở Ukraine kể từ năm 2014 cho tới nay. Hiện nay, con số này còn cao hơn mỗi giây Mỹ đang đốt 80.000 đô la, tương đương 4,8 triệu đô la mỗi phút. Không rõ vào thời điểm hiện nay, ông Tabaville lấy số liệu ở đâu, nhưng theo những con số chính ông công bố ở trên, tính bình quân mỗi năm Mỹ chỉ chi cho Ukraine khoảng 30 tỷ đô la, Trung bình một tháng là 2,5 tỷ, tức là mỗi ngày 82 triệu và cứ mỗi giờ là 3,4 triệu đô la. Và dĩ nhiên, những lời của ông Tupperville đã bị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách tài chính Mike McCall phản đối. Theo ông McCall, trước đây Hoa Kỳ đã phân bổ hàng năm 300 triệu đô la cho Ukraine trong suốt thời gian dài, và chỉ trong vài năm xung đột vừa qua, số tiền này mới lên đến con số 40 tỷ đô la mỗi năm. Trước đó, tỷ phú Mỹ Alan Musk Ông chủ của hai tập đoàn nổi tiếng là SpaceX và Tesla đã chỉ trích quan điểm của Thượng nghị sĩ Dân chủ George Schumer về việc chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ cần phân bổ các gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Doanh nhân này coi việc Mỹ đặt cuộc chiến tại Ukraine ở vị thế ưu tiên và việc Washington không có mục tiêu cuối cùng trong việc giúp đỡ người Ukraine là quan điểm và kế hoạch thiếu tính xây dựng. Theo giới phân tích, Chính những chi phí khổng lồ của Washington cho chính quyền Kiev đã dẫn tới làn sóng phản đối của các chính trị gia và người dân Mỹ, mà tiêu biểu là việc Hạ viện của Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn gói viện trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine có trị giá lên tới 60 tỷ đô la. Vào hôm ngày 9 tháng 4, Ngoại trưởng đương nhiệm Anh là ông David Cameron cũng đã bay sang Washington diện kiến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson để thúc đẩy việc thông qua gói viện trợ quân sự này tuy nhiên thậm chí là vị cựu thủ tướng vương quốc anh còn không gặp được ông mike johnson sau đó ông davis cameron cũng đã cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ cựu tổng thống mỹ donald trump một thành viên uy tín của đảng cộng hòa ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua vào tòa bạch ốc sắp tới tuy nhiên cựu thủ tướng anh cũng đã nhận được cái lắc đầu của ông trump Cuối cùng, Emily và đội ngũ Ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đội ngũ Ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV Epost Time để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn từ chúng tôi nhé.